Em Huy xin chào tất cả quý chị khách hàng của Trung Tâm Auto Tu. Ngày hôm nay chiều tối muộn rồi, thông thường thì em sẽ quay đầu buổi sáng hoặc đầu buổi chiều cho ánh sáng nó tốt. Nhưng mà nó mới về một cái sản phẩm đẹp quá anh chị ạ. Và giá bán nó cũng hợp lý quá nên em đã lên sóng video giới thiệu và quay anh chị xem luôn. Và xin giới thiệu quý chị nhà mình mẫu xe Kia Sportage sản xuất năm 2024, phiên bản 1.6 Turbo Signature X-Line. Chiếc xe bên em mới mua ở dưới Hải Dương, xe đứng tên cá nhân một chủ từ đầu. Siêu lướt lăn bánh 8.000 km và tình trạng xe này ra sao? Sơn zin 100% anh chị nhá. Chưa một giọt sơn ta và nó chỉ có bị sứt sát một chút ở cái phần đuôi xe phía bên phụ thôi. Lát này em sẽ quay cho anh chị xem luôn. Còn đâu là xe đẹp tuyệt đối anh chị ạ, không có lỗi lầm gì cả. Sportage thì thiết kế nó quá là trẻ trung, hiện đại, thẩm mỹ và thể thao rồi. Trang bị công nghệ của chiếc xe này nó cũng cực kỳ là nhiều. Cảm biến phía trước đầy đủ. Rồi là có cả cam 360, hệ thống đèn full LED đem đến khả năng chiếu sáng cực kỳ là tốt. Sportage đời 22 với đời 23 đổ lên thì nó đã sử dụng cái lốp Continental rồi anh chị ạ. Nó thay bằng cái lốp Michelin. La răng kích thước nó cũng rất là lớn, đó là 19 inch. Cái dàn lốp thì tất nhiên là liền đời theo xe. Cái lốp này anh chị đi tầm khoảng 6 đến 7 vạn nữa chúng ta phải thay cơ. Ở đây thì em thấy là đã dán phim cách nhiệt đầy đủ rồi anh chị nhá. Nội thất bên trong thì ạ, nó quá mới đúng không anh chị? Vẫn còn mùi thơm của ghế da mới. Cùng với đó là những cái chi tiết vô lăng thì vẫn còn nguyên phấn. Đấy, xe bản 1.6 turbo này thì nó có hệ thống khóa V-Sai, hệ thống dẫn động 4 bánh toàn thời gian nên nó giúp xe đi nó cũng chắc chắn hơn, vào cua nó không bị chòng chành gì cả. Đây anh chị này, hàng ghế thứ hai của xe chưa hề có một nếp nhăn nào luôn đấy ạ, nó quá mới luôn anh chị ạ. Chiếc xe này thì thật sự là không có điểm trừ gì. Đây cái vết xước sát mà em nói đấy ạ, một vết rất là nhỏ thôi, còn đâu là không hề bị xước sát gì nữa anh chị nhá. Sơn zin 100% luôn. Và giá bán của chiếc xe Sportage này em đang để đó là 1.019.000. Hôm nay là 31 tháng 7 năm 2024, vẫn chưa có thông tin giảm thuế gì cả. Và chắc chắn là em nghĩ là nó không giảm thuế đâu. Nên nếu anh chị nào ở Hà Nội mua chiếc xe này của em thì sẽ tiết kiệm được hơn so với xe mới khoảng 130 triệu đồng. Cùng đời tiết kiệm hơn 130 triệu đồng anh chị ạ. Một chiếc xe nó quá đẹp và nếu mà anh chị có mua xe thì hãy liên hệ bên em nhé. Và kế bên đây là mẫu xe Hyundai Santa Fe máy dầu thì em cũng đã có video giới thiệu trên kênh rồi. Em giới thiệu lại cho anh chị nhé, cho anh chị nào quan tâm. Santa Fe máy dầu sản xuất năm 2022, phiên bản Premium. Xe này thì lăn bánh 3.2 km. Em đang để giá 1.118.000 đồng. Santa Fe máy dầu thì trang bị công nghệ nó cũng nhiều so tương tự so giống với cả Kia Sportage anh chị ạ. Cần số nút bấm đầy đủ, dàn lốp liền đời theo xe, đã lên bậc bước chân, dán thêm cách nhiệt xịn. Đó, 1.118.000. Còn đây là mẫu xe Ford Everest em vừa mới về, sản xuất năm 2022, phiên bản Titanium một cầu, biển 88 Vĩnh Phúc. Thì chiếc này chắc dự kiến bên em bán loanh quanh khoảng hơn 1 tỷ một chút anh chị ạ. Rồi hãy di chuyển vào phía bên trong cửa hàng. Thì ở bên trong cửa hàng thì em còn một chiếc xe Sportage nữa. Chiếc này của em là sản xuất năm 2023, phiên bản 1.6 Turbo Signature, không phải X-Line anh chị ạ. Anh chị có thể phân biệt được một chiếc xe bản X-Line cả bản thường qua một chi tiết rất là đơn giản thôi, đó là cái giá nóc. Ví dụ như bản X-Line nếu có giá nóc nó cao hơn, nó để lộ cái khoảng trống ở giữa, còn bản thường thì nó cái giá nóc nó liền khối anh chị ạ. Chiếc này của em là ngoại thất bên ngoài màu đen nhưng mà bác chủ cũ dán đề can màu đen sần. La răng thì cũng sơn tất cả màu đen rồi. Tổng thể xe đó là full black, một chiếc xe nhìn trông rất là thể thao đúng không ạ? Và bên trong nội thất thì bản 1.6 turbo nó ghế da màu nâu nhưng bác chủ cũ lên ghế da Napa xịn màu đen luôn. Nên tổng thể chiếc xe này tất cả đều là màu đen, nhìn trông rất là thể thao, rất là chiến. Nên chiếc xe này sẽ phù hợp với anh em nào trẻ tuổi một chút, thích một chiếc xe nhìn trông nó hầm hố thể thao đen xì như này. Và giá bán của chiếc xe này thì bên em đang để đó là 989.000. Siêu lướt đi 3.000 cây anh chị ạ, đi 3.000 km thôi. Với xe rất là đi rất là ít. Isuzu MX này thì em cũng đã có video giới thiệu cho anh chị rồi. Chiếc này thì sản xuất năm 2018,
động cơ 1.9 máy dầu số tự động một cầu. Chiếc này thì em đang để là 659 triệu anh chị ạ. Biển số Hà Nội đứng tên cá nhân một chủ từ đầu. Lăn bánh 6,5 km, dàn lốp mới thay luôn. Nhiều anh chị đặt câu hỏi là tại sao xe mới đi 6,5 nhưng mà lốp đã thay, thì chiếc này lăn bánh 5 năm rồi anh chị ạ. Thì lốp nó cũng đã bị ải, tuy không mòn nhưng đã bị ải, cao su nó không còn đàn hồi tốt nữa, nên bác chủ cũ thay cho xe một dàn lốp mới. Đây cũng là một ưu điểm đấy ạ, về chúng ta đỡ mất tiền thay lốp, đúng không anh chị? 659 triệu. Còn ở đây thì em đã có Kia Sorento, một cái dòng sản phẩm mà Trung Tường Auto bên em đang có rất là nhiều xe. Sorento này của em là sản xuất năm 2021, phiên bản Premium. Em mua ở Sơn La, xe cá nhân một chủ, nó đang có giá bán đó là 959 triệu anh chị ạ, 959 triệu. Còn ở giữa này thì em đang có mẫu Kia Carnival sản xuất năm 2022, máy dầu phiên bản Signature, xe tên tư nhân, đã lăn bánh 4,000 km và nó đang có giá bán 1,328 triệu. Carnival thì em đang có hai xe, xe này là tên tư nhân, còn em còn một chiếc xe đứng tên công ty xuất hóa đơn 1,1 tỷ, cũng em cũng bán bằng giá chiếc xe này nhưng mà đi nhiều hơn một chút, đi 5,000 km. Và nếu mà anh chị thích một chiếc xe nó cùng vẫn công cả Sportage nhưng mà thiết kế lại trung tính hơn một chút thì có thể tham khảo Ford Territory, một chiếc xe sản xuất năm 2023, phiên bản Titanium, phiên bản cao cấp nhất, xe mới lăn bánh có 2,000 km mà thôi, em đang để giá đó là 876 triệu ạ, 876 triệu. Ở đây thì em đang có Toyota Fortuner sản xuất năm 2022, phiên bản máy dầu số tự động một cầu, nó đang có mức giá bán 988 triệu. Rồi chúng ta tiếp tục di chuyển xuống phía dưới. Ở phía dưới thì em đang có Hyundai Creta sản xuất năm 2023, bản đặc biệt, xe đi 1,000 km, 648. Và kế bên đó là Kia Sorento sản xuất năm 2021, phiên bản Signature, xe màu đỏ và nội thất màu kem, nó đang có mức giá đó là 1,020 triệu. Kế bên đó là mẫu xe Mazda CX-5 sản xuất năm 2022, phiên bản 2.0 Premium, xe này thì em đang để là 788 ạ. Lại là một chiếc xe Toyota Fortuner nữa, nhưng mà chiếc này của em là máy dầu số tự động một cầu sản xuất năm 2022, cũng đang có mức giá bán đó là 988. Kế bên đó là mẫu Ford Everest sản xuất năm 2020, phiên bản Titanium một cầu. Chiếc xe này mang biển số Thanh Hóa, lăn bánh 4,6 km, em đang để là 928, đang có hai chiếc đời 2020 màu đỏ. Sắp tới thì em sẽ bổ sung thêm một vài cái mẫu Everest form mới đời 2023 để phục vụ anh chị nhà mình. Đây dưới này em lại có một chiếc Sorento nữa anh chị này. Sorento em đang có rất là nhiều xe luôn anh chị. Sorento với cả CRV thì em đang rất là nhiều xe. Chiếc này là của em là máy dầu phiên bản Signature đời 2022 và em đang để là 1079 ạ. Đây, lại một chiếc Sorento nữa, nhưng mà chiếc này của em là đời 2019 máy xăng, 579 triệu. Đây CRV đây anh chị, một cái sản phẩm mà Trung Tự Auto bên em đang có rất là nhiều xe. CRV thì em đang có từ đời 2015 đến đời 2023. Trước chiếc xe mà đứng cạnh em Huy đây đó là đời 2023 anh chị ạ, bản L Sensing và đi 1,6 km, xe đẹp xuất sắc không lỗi lầm gì. Em đang để đó là 980 triệu đồng. Ở bên trong góc thì em đang có Toyota Cross sản xuất năm 2022, phiên bản 1.8V, xe đã được trang bị hệ thống Toyota Safety Sense, một hệ thống an toàn của Toyota, cam 360, cảnh báo điểm mù trên gương, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo va chạm với xe phía trước đầy đủ. Xe màu đen, nội thất màu đỏ, 779 triệu ạ. Ở dưới này thì em đang có mẫu Hyundai Tucson máy dầu sản xuất năm 2021, 768 triệu. Honda CRV 2015, một chiếc xe 5 chỗ động cơ 2.4, chiếc xe này thì em đang để là 559 triệu. Kế bên đó là Honda CRV sản xuất năm 2019, bản L, nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Honda CRV bản L 2019 thì em đang có 3 chiếc, đều là những chiếc xe đi rất là ít chất, xe đẹp, màu sắc đầy đủ, màu đỏ này, em đang có cả màu trắng, màu đen, giá bán loanh quanh khoảng hơn 8 đồng anh chị ạ. Chiếc này thì em đang bán là 809.
lại là một chiếc xe Sorento nữa anh chị. Chiếc Sorento này của em là máy dầu bản 6 ghế anh chị ạ. Em nhớ ra rồi, Sorento máy dầu bản 6 ghế 1079, xe cũng lăn bánh mới có hơn 2 vạn km mà thôi, biển 34 Hải Dương, một chủ từ đầu 1079 ạ. Hyundai Tucson bản 1.6 turbo, sản xuất năm 2020. Ở trên này em đang bán là 739. Rất nhiều xe nữa đang có dưới cửa hàng, có Defender, có Peugeot, có Santa Fe, có Fortuner số sàn, rất nhiều xe đang có tại Trung Lào Tu. Nên anh chị nhà mình đang có nhu cầu quan tâm những sản phẩm xe gầm cao từ khoảng 600 đến khoảng 1 tỷ rưỡi thì hãy nhấc máy lên liên hệ về số hotline của Trung Lào Tu bên em trên màn hình để bên em có thể hỗ trợ và tư vấn cho anh chị một cách nhanh nhất. Cảm ơn anh chị rất nhiều, xin chào anh chị và hẹn gặp lại những clip lần sau.